Câu 38. Polony là một chất phóng xạ ra hạt nhân alpha. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có công thức là polony 210 84 phóng xạ ra alpha, tức là heli là 42 cộng cho chì là PP 206. 206 này 210 là 206 82. Và chu kỳ bán rã là 138 ngày, sau bao lâu thì tỷ số giữa hạt chì và hạt poloni là bằng 3. Vậy thì câu nói đây chính là tỷ số giữa hạt chì. Chì là cái hạt được tạo thành PP chia cho cái tỷ số của poloni, tức là số hạt poloni còn lại. Hai cái tỷ số này nó sẽ là bằng 3. Vậy thì kế tiếp ta nhìn kỹ qua đây. Đó là đối với hạt poloni còn lại, nó chính là bằng N0 nhân cho 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn, là số hạt nhân của poloni còn lại sau một khoảng thời gian T. Mà số hạt nhân của chì được tạo thành, tức là bằng số hạt nhân của poloni bị mất đi. Vậy thì trên đây nó sẽ là N0 trừ cho N0 nhân cho 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn bằng 3. Các bạn chỉ cần thế số vô. Vậy chỗ này tương đương N0 đặt ra làm nhân tử chung là 1 trừ 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Và ở đây là chia cho N0 nhân cho 2 mũ trừ T nhỏ chia cho T lớn là bằng 3. Và hỏi là sau bao lâu, có nghĩa là đi hỏi chúng ta tìm T nhỏ. Đối với bài toán này thì chúng ta đừng biến đổi cho nó rắc rối. Chúng ta hãy đặt cái ẩn phụ chúng ta là T hoặc là X là bằng 2 mũ trừ T nhỏ chia T lớn. Đặt X đi để chúng ta đừng lầm. Thì chúng ta cầm máy tính lên, chúng ta chỉ cần nhấn 1 trừ X chia cho X bằng 3. Rồi giải tìm X giùm thầy đi các bạn. Vậy thì chỗ này X chúng ta sẽ nhìn thấy được là bằng nhẩm lên là bằng nhiêu đây ta? 3, 4, tức là X bằng 1 phần 4 đúng không? Phải ra X bằng 1 phần 4 không? Rồi X bằng 1 phần 4 là phải bằng 2 mũ trừ 2 không? Vậy thì chỗ này bằng 2 mũ trừ 2 tiếp nè. Đó. Hai cái này ta lại cho bằng nhau. Vậy thì T, chúng ta phải suy ra được T không? Phải suy ra là 2 mũ trừ T nhỏ chia T bằng 2 mũ trừ 2. Phải suy ra trừ T nhỏ chia T là bằng trừ 2. Vậy suy ra T nhỏ là bằng 2T. Vậy thì chúng ta lấy 138 ngày ta nhân 2. Vậy thì T là bằng nhiêu? Hai bảy sáu. Thì đáp án chúng ta sẽ chọn là câu A. Các bạn ghi lại để chúng ta thi cho nó ổn nha. Tại vì cái phần này hầu như là chúng ta sẽ ít tiếp xúc.